các bạn. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Tiểu Vương quốc ME và tôi, Như Xuân, biên tập viên của đài truyền hình. Đồng hành cùng tôi và các bạn ngày hôm nay có biên tập viên Ngọc Anh. Trong những ngày gần đây, toàn thế giới đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus Corona gây ra. Vậy, virus Corona là gì? Trước hết ta hiểu, virus Corona hay được gọi là Covid-19 là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh hô hấp cấp ở người và có sự lây lan từ người sang người. Trước sự phức tạp của dịch bệnh, sáng 21 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng bùng phát chủng virus Corona mới từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Diễn biến này khiến nhiều người lo lắng, hoang mang khi số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp ngày càng gia tăng như vũ bão. Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã gia tăng từ 139.630 người. Trong khi đó, số ca tử vong đã vượt số 5.000 người. Dịch bệnh đã lây lan từ Trung Quốc đại lục sang 132 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, tại Việt Nam đã có 47 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 16 người mắc COVID-19, tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2, đã được chữa bệnh khỏi hoàn toàn. Vậy, dự đoán nguyên nhân là do những ổ virus ẩn náu trong các loài động vật hoang dã và nó có nguy cơ tiềm ẩn, lây lan thành bệnh dịch ở người. Hiện chưa có thuốc đặc trị và cũng chưa có vaccine để phòng bệnh. Vì vậy, nhận biết sớm những biểu hiện cụ thể cùng biện pháp phòng tránh là điều cần thiết ngay lúc này. Vậy, biên tập viên Ngọc Anh có thể cho tôi và khán giả cùng biết rằng những triệu chứng của người mắc COVID-19 và cách phòng tránh lây nhiễm bệnh là gì không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Như Xuân. Theo tôi được biết thì những triệu chứng ở người nhiễm bệnh là ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tính và tử vong. Và để phòng tránh bệnh lây nhiễm, chúng ta cần đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện những biểu hiện bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường xung quanh. Và về việc đeo khẩu trang thì các chuyên gia y tế đã khuyến cáo rằng chỉ việc đeo các khẩu trang loại y tế thông thường có thể phòng lây nhiễm, còn loại khẩu trang chuyên dụng chỉ dùng cho nhân viên y tế khi tiếp xúc gần và tiếp xúc với bệnh nhân. Cảm ơn biên tập viên Ngọc Anh với những thông tin bổ ích. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng kết nối với phóng viên Bảo Anh để biết được những chính sách của chính phủ đối với dịch bệnh Covid-19 và những đề xuất phòng tránh của người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại tôi đang đứng ở nơi chính phủ đang họp để đưa ra những chính sách và đề xuất cho dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, Chính phủ Tiểu Vương quốc ME đã có một cuộc họp và Thủ tướng Chính phủ chỉ thị. Các bộ ngành, ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ thị được đề ra trước đó. Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc về việc nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có đôi lời gửi đến toàn dân. Quyết liệt, chống dịch như chống giặc. Sau đây là một số bài phỏng vấn của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Mình là Đặng Minh Đức, học sinh lớp 10E, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Thế trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng như thế thì trường bạn có những biện pháp gì để phòng chống Covid-19? Trường mình yêu cầu học sinh 100% đeo khẩu trang đến trường. Mỗi lớp sẽ có nước sát khuẩn để lau bàn ghế mỗi ngày. Ngoài ra lớp có ít nhất 2 lọ rửa tay để diệt vi khuẩn. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Chào bạn, vừa tiếp đây là học sinh của trường phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Thì bạn có những cách phòng tránh gì cho bản thân đối với dịch bệnh như ngày nay? Mình nghĩ chúng ta cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Cùng với đó là tập thể dục thường xuyên, đều đặn, ăn chín uống sôi và nên đeo khẩu trang khi ở chỗ đông người. Chào bạn, với tình hình dịch bệnh này bạn có đề xuất gì cho đoàn trường và nhà trường không? Mình nghĩ là với tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng ta không nên tập trung nơi đông người. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ và có những biện pháp học online cho học sinh khi nghỉ dịch. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Cảm ơn bài phỏng vấn của phóng viên Bảo Anh. Nối tiếp bản tin là những hình ảnh của học sinh Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ với phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh do nhà trường phát động. Biên tập viên Ngọc Anh cùng với biên tập viên Như Xuân. Xin kính chào quý vị và các bạn.